đánh ghen giúp bạn thân. Anh để ý một tí chứ, em vừa lau xong mà anh lại dẫm chân bẩn lên rồi. Đã không làm còn cứ bày biện thêm à. Em có thấy cái cà vạt màu kia anh để ở đâu không? Để ở đâu thì nó vẫn ở đó thôi mà. Hình như sắp mưa rồi. Anh rút hộ em quần áo phơi trên gác với. Em chạy ù ra chợ kẻo muộn. Anh đang bận lắm, em tự làm đi. Anh bận gì mới được chứ. Dùng tạm cái cà vạt khác cũng có làm sao đâu. Em chẳng hiểu gì cả. Lát nữa anh phải đi cùng tổng giám đốc. Có mỗi bộ này là đàng hoàng nhất thôi, mà nó chỉ hợp với cái cà vạt đó. Lấy tạm cái này vậy. Đồ phế đạt, chẳng biết đằng nào mà lần. Không hiểu em sắp xếp cái kiểu gì nữa. Anh giỏi thì đi mà làm, đừng có cái gì cũng đổ lên đầu em. Không làm thì để đấy. Có tí việc mà ngày nào cũng căng nhăn. Đến tối không phải chờ cơm đâu. Cứ dọn xong là lại bới lên lung tung. Việc gì cũng đến tay. Đúng là chán chẳng buồn nói. Hôm nay chúng mình gặp nhau ở quán cà phê dessert nhé. Anh có một bất ngờ muốn dành cho em. Thật mừng vì anh được gặp lại em. Em vẫn đẹp như ngày xưa. Anh quá khen đấy chứ. Em già đi nhiều rồi. Suốt ngày lu bu việc cơ quan rồi việc nhà anh ạ. À, người phụ nữ trong gia đình luôn phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm, đặc biệt là những việc không tên. Chắc em phải vất vả nhiều lắm. Giá mà ai cũng hiểu được như anh thì tốt. Ý em nói ai cơ? Không, ý em là anh hiểu phụ nữ như thế, sau này vợ của anh thật là có phước đấy. Tiếc là anh đã để vuột mất người con gái ấy rồi. Trà của anh chị đây ạ. Anh cảm ơn. Em vẫn thích thêm một chút mật ong khi uống trà này đúng không? Anh vẫn còn nhớ sao? Đến em còn không nhớ nữa. Anh nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em mà. Có lẽ em nên dành thêm thời gian cho bản thân. Tinh thần mình có thoải mái thì cuộc sống mới vui vẻ được. Thỉnh thoảng em cho anh cơ hội cà phê nói chuyện với em nha. Alo. Alo, cậu đến gặp mình ngay đi. Có việc rất gấp. Có chuyện gì thế? Nghe giọng cậu hốt hoảng quá. Bây giờ mình không nói được. Cậu phải đến với mình ngay. Mình không thể chịu đựng nổi nữa. Mình chết mất. Thôi được rồi. Cậu bình tĩnh đi đã. Mình tới ngay đây. Cậu đang ở đâu? Có chuyện gì mà gấp thế? Em yêu. Anh yêu của em. Hả? Kia chẳng phải là anh Dũng sao? Anh ấy đi với ai thế kia? Mình phải lật mặt anh ta. Sao anh ta có thể làm như thế được? Không được đâu. Cậu đang mất bình tĩnh đấy. Thế mình phải làm sao bây giờ? Bao lâu nay anh ta lừa dối mình để đi với cô ta. Phải làm cho ra nhẽ. Nè, bây giờ cậu xông vào đó làm ầm lên thì chỉ hạ thấp danh dự chính mình mà thôi. Danh dự? Để làm cái gì chứ? Tất cả đã sụp đổ hết rồi. Gia đình của tôi tan nát rồi Nhung ơi. Tại sao? Tại sao vậy? Liễu ra sao rồi ạ? Nó đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn còn yếu lắm. Bác ra ngoài mua chút gì cho nó ăn, còn khuyên nó giúp cho bác nha. Dạ vâng ạ. Sao không để cho mình chết đi cho rồi? Cậu nói thế mà nghe được hả? Sao lại dại dột thế chứ? Còn mẹ cậu thì sao? Cậu phải kiên cường lên chứ. Cậu không ở trong hoàn cảnh đó thì không thể hiểu được nó đau đớn dạy vò đến mức nào đâu. Anh Dũng có đến thăm cậu chưa? Anh ta có đến, nhưng mình không muốn gặp. Cứ nghĩ đến gặp anh ta, mình lại thấy ghê sợ lắm. Cậu bình tĩnh đã. Biết đâu anh ấy đã hối hận rồi. Cuộc sống gia đình biết bao nhiêu là áp lực. Có thể anh ấy căng thẳng quá nên mới say nắng cô ta thôi. Chẳng lẽ cứ gặp áp lực là sẵn sàng bỏ bê gia đình, phản bội lại niềm tin của vợ để chạy theo người thứ ba hay sao? Đúng là cô ta trẻ trung, xinh đẹp hơn mình.
Nhưng thử hỏi, những thứ hào nhoáng đáng giá bằng tình nghĩa vợ chồng cùng chia ngọt sẻ bùi bấy lâu nay hay không? Nếu như là cậu, cậu có chấp nhận được sự phản bội như thế không? Em vẫn thích thêm một chút mật ong khi uống trà này đúng không? Anh nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em mà. Có lẽ em nên dành thêm thời gian cho bản thân. Tinh thần mình có thoải mái thì cuộc sống mới vui vẻ được. Alo, em có chuyện gì không? Anh liên lạc mãi mà em không bắt máy. Em xin lỗi, hôm nay có việc đột xuất nên em không đến được. Em không sao là tốt rồi, chúng mình hẹn nhau hôm khác nha. Em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa. Vì sao thế? Vì như thế sẽ tốt hơn. Thôi em phải đi rồi, chào anh nha. Sao hôm nay lại tặng quà cho anh thế này? Hôm nay tình cờ thấy chiếc cà vạt đẹp nên em mua thôi mà. Từ giờ em sẽ lo chu đáo hơn việc ăn mặc của anh, để mọi người biết anh có người vợ tuyệt vời như thế nào. Anh xin lỗi, hôm trước anh rối quá nên nặng lời với em. Thực ra anh luôn biết là em rất tuyệt vời mà. Em tưởng là anh không biết cơ. Anh lúc nào cũng vô tâm, chẳng để ý gì cả. Em lo toan việc gia đình mệt mỏi lắm đấy. Anh biết là gần đây anh hơi vô tâm. Anh vốn không phải người lãng mạn mà. Nhưng anh sẽ cố gắng chia sẻ với em nhiều hơn nữa nha. Anh nói thì phải nhớ làm đó nha. Tuân lệnh vợ, vợ là số 1. Cái anh này. Chỉ còn là kỷ niệm. Ôi, tiết thu đẹp thế này. Người người đám cưới, nhà nhà đám cưới, sáng giờ nhận tới 2 cái thiệp mời nè. Đúng rồi, nhận thêm một thiệp mời lại thấy mình lẻ loi. Chả buồn cho nàng ấy, bao nhiêu vệ tinh vây quanh, lắm mối tối nằm không đây nè. Ai biểu kiêu kỳ quá cơ, thấy chuyện với Hùng Casey sao rồi? Đúng rồi, hồi trước, chiều nào ông chẳng đổ bê tông dưới kia chờ bà. Thôi, nhắc làm gì, chia tay cả năm rồi. Mình thấy anh ấy si mê bà thế mà bà cũng vẫn lưu luyến anh ta đúng không? Từ đó giờ đâu thấy yêu ai nữa đâu. Ngày đó lỗi là do tôi, mà thôi, không nói chuyện này nữa. Xin lỗi anh đến muộn. Thuở còn yêu nhau, chỉ em là người bắt anh phải chờ thôi. Anh bận việc lu bu quá nên tới trễ, xin lỗi nha. À, mà em hẹn anh. Việc bận mà anh nói tới là chuẩn bị làm đám cưới chứ gì? Anh, em biết rồi sao? Ảnh cưới đầy trên Facebook đó thôi. Anh, tụi anh mới chụp ảnh cưới và đang chọn ngày. Anh không cần phải nói. Chắc là anh cũng không mời em tới đám cưới đâu nhỉ? Lỡ biết rồi, em có món quà tặng anh. Cảm ơn em. Vậy dạo này em thế nào rồi? Em ổn. Vậy à, thế thì tốt rồi. Chừng nào có tin vui, nhớ báo anh nhé. Em không dễ dàng cưới người khác khi vừa chia tay người yêu một năm như ai đâu. Anh xin lỗi. Anh sẽ đến ngay. Anh phải về bây giờ, khi khác rảnh, vợ chồng anh sẽ mời em cà phê nhé. Anh về đi, về với cô dâu của anh đi. Cô có sao không? Tôi xin lỗi. Chờ một chút, anh sẽ về bây giờ. Anh Hùng, anh bỏ mặc em lại đây sao? Em tỉnh rồi à? Bác sĩ nói tình trạng của em đã ổn định. Anh đã báo cho ba mẹ em, họ sẽ tới đây bây giờ. Anh không lo lắng gì cho em sao? Anh phải về, có mấy việc ở nhà. Anh chỉ biết lo cho đám cưới của mình,
không quan tâm em sống chết thế nào. Dù gì chúng ta cũng có 2 năm bên nhau. Thảo à, chuyện của chúng mình đã qua. Giờ anh không thể có lỗi với cô ấy. Mặt em rồi đây sẽ đầy những vết sẹo. Em còn có thể lấy ai nữa? Anh, chính anh phải chịu trách nhiệm. Không, em sẽ chết cho anh xem. Thảo, đừng tiếp tục coi thường mạng sống như em đã coi thường tình yêu của anh trước kia. Em, thật ra vì em muốn anh quay lại, em đã vứt bỏ cả lòng tự trọng. Khi em bị thương, anh đã lo lắng thế nào? Hùng, anh vẫn còn yêu em, phải không? Quá muộn rồi, điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Kể từ ngày... Thế là tao thắng cược rồi nhé. Ông Hùng là cây si số 10 trong bộ sưu tập người yêu của tao. Ừ thì mày thắng. Mày cưa đổ được bầu trời tư cách, con mọt sách khổng lồ của viện rồi. Giờ mày tính sao? Đúng rồi, si bám rễ rồi định nhổ lên hay trồng tiếp mày? Ừ thì cứ vui vẻ thêm mấy bữa nữa. Chừng nào tìm được cái cây to hơn, tao sẽ nhổ cái cây này đi. Giờ cứ dùng tạm đã. Mày đúng là ác như tê giác mà. Ừ, anh Hùng. Em, đó không phải là sự thật. Chỉ là bông đùa với những người bạn. Tình yêu của em là sự thật. Hôm đó là kỷ niệm 2 năm ngày chúng ta bên nhau. Anh đã định sẽ cầu hôn em. Nhưng sự bẩn cợt của em đã đẩy chúng ta ra xa mãi. Em xin lỗi. Đối với anh, tình yêu không phải thứ để đem ra trân trổ hay đùa cợt. Anh đã rất đau lòng khi nghe những điều em nói. Khi nãy anh đã trao đổi với bác sĩ, chắc chắn mặt em sẽ không để lại sẹo. Thảo à, nhưng Trang thì không may mắn như em. Trang, vợ sắp cưới của anh, cô ấy làm sao? Anh gặp lại Trang, cô bạn cùng bàn trong buổi họp lớp cấp 3. Buồn bã vì chuyện chúng mình, anh đã uống tới say mềm. Nếu không có Trang... Hùng, tránh ra! Đã có những chuyện như vậy sao? Phải, giờ đôi chân của Trang bước đi khập khiễng, nhưng tâm hồn anh và cô ấy hoàn toàn hòa hợp. Hùng, em xin lỗi. Có những sai lầm không thể sửa chữa và tình yêu không phải trò đùa. Chuyện của chúng mình, em sẽ giữ trong tim như một kỷ niệm đẹp. Chúc anh hạnh phúc. Cánh cò cổng nắng. Mẹ ơi, con sang rủ Quý đi chơi ạ. Sơn, trưa nắng như đổ lửa thế này con đi đâu? Vào nhà ngủ trưa đi, không lại ốm như mẹ đây này. Sao đâu mẹ ạ, à? Con không ốm được đâu mà, mẹ đừng lo. Con nghe lời mẹ không, mẹ đang mệt, đừng có để mẹ nói nhiều. Nắng nôi thế này con phải ngủ, rồi chiều mát đi chơi. Con đi một lát thôi mẹ ơi, con rủ Quý qua đây chơi. Cành bên trái có một quả chín vàng ôm kìa. Đấy, đấy, chết qua bên trái một tí. Quả này chắc là ngọt liệm luôn. Này, đỡ lấy nhé. Rồi, cậu ném đi. Ôi, ôi, cái gì thế? Một con cò. Con cò ở đâu thế này? Mà quả xoài đâu rồi? Trời ơi, nát bét rồi. Nhưng mà sao con cò nó lại bay xuống đây? Nhìn nó thật là yếu ớt. Hình như nó bị thương ở đâu rồi. Không có vết thương nào cả. Trông nó yếu ớt quá. Chắc con cò này nó vừa bị đuổi đánh nên nó mệt. Không quan tâm, chúng ta sắp có thịt cò ăn rồi. Nhìn nó có vẻ hơi gầy, nhưng sáo măng thì vẫn ngon phải biết. Ăn đi, gắng ăn cho no đi. Tối nay nhà ngươi không được ăn nữa rồi. Ăn xong thì nhớ uống nước cho sạch ruột nhé. Sơn, Quý, hai đứa về ngủ trưa ngay. Không mẹ cho mỗi đứa một roi bây giờ. Bọn con chơi một tí nữa thôi ạ. Không một tí nữa gì hết. Vào ngủ ngay cho mẹ. Đã hết sạch cả rồi sao các con? Hết sạch rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, chúng con đói lắm. Mình vẫn còn ốm quá,
Nhưng các con đói thế này, mình không đành lòng. Giờ phải đi xa mới kiếm nổi thức ăn. Chứ mấy hồ gần đây cũng hết sạch cả rồi, không biết phải đi đâu bây giờ nhỉ? Mẹ ơi, mẹ, chúng con đói lắm rồi. Các con ở nhà phải thật ngoan nhé. Lần này mẹ đi kiếm ăn ở xa, nên có lẽ mẹ sẽ về hơi muộn. Mẹ lấy thật nhiều thức ăn vào mẹ nhé. Mẹ sớm về mẹ nhé. Ừ, mẹ nhớ rồi. Đồng này chắc cũng chẳng có gì để kiếm ăn. Mình phải bay đi xa hơn nữa. Chà, có một hồ nước nhỏ, chẳng có bóng dáng cò nào, chắc là có thức ăn đây. Ôi chào, nước mát quá, làm mình tỉnh cả người. Phải nhanh nhanh kiếm thức ăn về cho các con thôi. Thật là may mắn quá, có cá cho đàn con rồi, một chú cá lớn. Chết rồi. Vậy là xong. Mình biết phải làm như thế nào bây giờ? Không lẽ để các con như vậy sao? Không được, chúng sẽ chết mất. Trời nắng quá, mình không chịu nổi nữa rồi. Sao giờ này mẹ vẫn còn chưa về nhỉ? Không biết mẹ có làm sao không? Chúng con mệt quá rồi, mẹ ơi. Con ơi, dậy đi con. Ơ kìa, nhìn con khóc mơ kìa. Mẹ ơi, mẹ đỡ ốm chưa ạ? Mẹ đỡ nhiều rồi, mới ngủ dậy đã biết nhớ đến mẹ rồi đấy hả? Dậy rồi hả Sơn? Ra mà xem, con cò nó khỏe hơn rồi. Tối nay món thịt cò sẽ ngon lắm chứ mà xem, nó khỏe nhanh thật nhỉ? Không đâu, đợi nó khỏe hơn chúng ta sẽ thả nó ra. Cái gì? Thả nó ra á? Đúng đấy, các con phải thả nó ra để nó trở về với gia đình của nó chứ. Biết đâu gia đình nó đang đợi nó thì sao? Như thế sẽ tội cho nó lắm đấy con à. Mẹ sẽ chiêu đãi các con món bánh tráng thật ngon nhé. Hân hô mẹ, bánh tráng là món hai đứa con thích nhất. Nghĩ cũng tội con cò bác nhỉ. Tụi con đi kiếm cá cho nó ăn nhé bác. Rồi nó khỏe, tụi con thả nó ra. Đi, đi luôn. Khoan nào các con. Đội mũ vào kẻo nắng. Nhớ là các con không được kiếm ở chỗ nước sâu đấy nhé. Chúng con nhớ rồi ạ. Chúng con chào mẹ. À mẹ ơi, mẹ nhớ đừng đi ra nắng kẻo ốm thêm nhé. Ừ, con đi đi. Bay đi, về với tổ ấm của cò, cò nhé. Tội nghiệp con cò nhỉ. Chắc gia đình nó mong lắm. Thế mà có người nói muốn ăn thịt cò đấy. Bài học cho thiên sứ tình yêu. Kính thưa thần tình yêu, ngài cho gọi con có việc gì ạ? Con đã đến chỗ ta cũng khá lâu rồi phải không? Con có muốn được như những thiên sứ kia không? Có chứ ạ. Con thích lắm, con luôn cố gắng học hỏi rèn luyện để được như các anh chị thiên sứ cũ ạ. Được, đã đến lúc con cần có một bài học cuối cùng để có thể cầm được cây cung tình yêu rồi. Bài học cuối cùng là sao ạ? Con cứ đi theo ta rồi khắc hiểu. Đây là một cặp nam nữ yêu nhau. Sau những điều tích lũy được, con hãy lên nói cho ta biết họ đang yêu nhau như thế nào. Dạ vâng ạ, con sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. My à, dậy ăn chút cháo cho ấm bụng đi em. Anh đến từ khi nào vậy? Biết em ốm mệt, sợ em không ăn uống được gì, nên anh đến nấu cho em bát cháo. Em chịu khó ăn đi, rồi uống thuốc, mai khỏi để đi đón giao thừa với anh nữa chứ. Có anh ở bên là em đã thấy khỏe hơn nhiều lắm rồi. Chúc mừng năm mới! Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Anh yêu em. À, thì ra tình yêu là như vậy. Thật nhẹ nhàng và ấm áp. Con tới rồi à. Những ngày qua con đã cảm nhận được gì rồi? Những ngày qua con cảm thấy tình yêu là một thứ rất ấm áp. Khi yêu,
con người ta nhẹ nhàng với nhau từ hành động đến lời nói. Họ chỉ thì thầm vào tai đủ để hai người nghe những lời vô cùng ngọt ngào. Vậy là con đang dần cảm nhận tình yêu của con người. Con hãy cứ tiếp tục tìm hiểu đi nhé. Vâng ạ. Có chuyện gì mà đêm khuya thế này rồi? Nhà của đôi tình nhân kia lại ồn ào như vậy nhỉ? Mình phải vào xem thế nào mới được. Anh có biết hôm nay là sinh nhật của em, nhưng vì em biết anh bận rộn nên đã đến nhà nấu cơm để mong có một bữa tối ấm áp với anh. Ấy vậy mà anh hứa về sớm, giờ đã 11 giờ đêm rồi. Anh còn chẳng nhớ nổi để mà chúc mừng em hay có một món quà nhỏ. Anh nghĩ xem. Dạo gần đây bọn anh chuẩn bị cho dự án mới. Em cũng biết điều đó khiến anh vô cùng bận rộn. Vậy mà em đã không thông cảm, lại còn làm anh thêm mệt mỏi. Mệt mỏi? Mệt mỏi ư? Ý anh là em không nên xuất hiện trong cuộc đời của anh. Em thôi suy diễn đi. Em suốt ngày nghĩ linh tinh rồi lại bới móc anh. Trời, sao họ yêu nhau mà lại có thể to tiếng được với nhau như thế cơ chứ? Sao hôm nay nhìn con ủ rũ đến vậy? Thưa thần tình yêu, con không thể nào hiểu nổi tại sao hai người họ yêu nhau là như thế. Ở bên nhau thủ thỉ, nhỏ nhẹ cũng thấy hạnh phúc. Ấy vậy mà hôm qua họ lại cãi nhau, la hét vào mặt nhau thật lớn tiếng. Thôi được rồi, con cứ tiếp tục quan sát tiếp đi. Đến lúc nào cần hiểu, ta sẽ nói cho con hiểu. Con chào thần tình yêu. Hôm nay ngài lại đến đây gặp con có chuyện gì ạ? Ta đến để xem con đã cảm nhận được điều gì từ tình yêu của con người. Con đang quan sát gì vậy? Thời gian qua có rất nhiều thứ khó hiểu đối với con. Lúc thì họ vui vẻ thủ thỉ như cả thế giới chỉ có mình họ. Nhưng cũng có lúc họ cãi vã to tiếng và giận hờn cả thế giới. Tuy nhiên thời gian gần đây thì họ lại khá trầm lắng. Ngày hôm nay, công việc mà cô ấy cố gắng suốt bao tháng nay không đạt được kết quả tốt. Cô ấy đang rất buồn. Chắc hẳn chỉ một lúc nữa thôi, khi người yêu đến, cô ấy sẽ kể lể hết mọi chuyện cho anh ta nghe thôi. Vậy con có hiểu vì sao khi mới yêu, hai người họ luôn nhỏ nhẹ với nhau, trao cho nhau những câu tình tứ không? Vì họ yêu thương nhau, nên muốn dành cho nhau những điều ngọt ngào và nhẹ nhàng nhất ạ. Đúng vậy, vì họ yêu thương nhau, trái tim của họ cận kề nhau, khoảng cách giữa họ rất nhỏ. Vậy nên những lời yêu thương chỉ cần đủ cho hai người là được. Vậy tại sao trong cơn giận dữ, họ lại phải thét thật to vào mặt nhau? À, tại vì họ mất bình tĩnh và tự chủ ạ. Cho dù thế, họ vẫn có thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe mà. Vì họ đang ở cạnh nhau, đâu cần phải hét lên. Con thật sự không biết ạ. Khi hai người giận nhau, thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức để hét lên thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy. Ồ, thì ra là vậy. Hóa ra mặc dù họ gần nhau, nhưng khoảng cách con tim đã làm họ xa cách đến như vậy. Ơ, tại sao họ chẳng nói gì với nhau cơ chứ? Chẳng lẽ họ đang giận nhau? Mà không, không phải. Họ không hề cãi nhau. Họ đang yêu nhau đến mức sâu đậm. Bởi khi yêu sâu đậm thì con người ta không cần phải nói nữa. Họ đến gần với nhau không phải chỉ bằng những lời thì thầm ngọt ngào. Đến lúc này thì ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, con có hiểu không? Họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau. Qua ánh mắt đó, họ hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì và cần gì như cô gái kia vậy. Sự am hiểu của thần về tình yêu con người thật uyên thông. Con cần phải học hỏi hơn rất nhiều ạ. Tình yêu là thứ khó có chuẩn mực nào để thấu hiểu hết được. Thôi được rồi, con có thể theo ta về cung điện. Bắt đầu từ ngày mai, hãy thực tập công việc của mình nhé. Bức hình hoàn hảo. Sao mới tầm này đã tắt đường nhỉ? Mà không khí hôm nay tệ thật.
Hình như khu nhà chung cư khuất phía trên kia đang xảy ra sự cố cháy nổ. Ôi, đúng là cháy thật rồi. Tôi nhìn thấy có làn khói đen bốc lên. Vụ cháy này không nhỏ. Các anh ấy đã quên mình vì nhiệm vụ. Mong là tất cả mọi người sẽ được giải cứu. Phải chọn lọc ảnh để viết một bài phóng sự về lính cứu hỏa cứu dân. Bức hình này đã ghi lại khoảnh khắc nỗ lực quên mình của anh lính cứu hỏa thầm lặng. Nhất định phải gửi bức này đi cho các báo khác nữa để nêu gương về người tốt việc tốt. Xem nào, phải xóa bàn tay đen này đi thì bức hình sẽ thực sự hoàn hảo. Cảnh chụp được khoảnh khắc đẹp quá, đầy tính nhân văn. Em bé này thật may mắn. Cậu làm tốt lắm. Bài phóng sự và đặc biệt là bức hình cậu chụp đã gây tiếng vang rất lớn. Các báo khác và các trang mạng xã hội chia sẻ bức hình của cậu ầm ầm. Chúc mừng cậu. Em cảm ơn anh. Em chỉ may mắn bắt được khoảnh khắc ấy thôi ạ. Anh Trung ơi, hôm nay anh có fan hâm mộ nhí tìm anh đấy. Em đùa anh à? Thật đó. Em đâu có đùa đâu. Sáng nay có một cậu bé trạc 10 tuổi đến hỏi em chú nào chụp bức ảnh lính cứu hỏa dũng cảm mà. Ừ, thế à, trẻ con bây giờ quan tâm đến thời sự nhỉ? Xe xịt hết lớp sau rồi, cậu gì ơi? Lạ thật đấy. Hôm qua hôm kia nữa cũng bị xịt, đã vá rồi. Có lẽ cái lớp cà tàn quá, hôm nay có lương phải thay luôn mới được. Trời, lẽ nào có ai cố ý? Mình nào có gây chuyện gì với ai chứ? Trời tối mịt, quán sửa xe có khi đóng cửa rồi. Mai mình sẽ canh bằng được có kẻ nào lại cố tình. Bực quá. Mình để ý cả ngày nay không có ai. Hay đúng là số mình xui thật, vớ phải cái lớp xịt. Mà mưa gió thế này, ai mò ra bãi giữ xe làm gì? Thằng bé kia, cái thằng bé kia, có chuyện gì thế cậu Trung? Dạ không có gì đâu bác, cháu có việc phải ra ngoài gấp một lát. Giữa thành phố mà vẫn có những khu nhà cũ thế này sao? Dạ chào anh. Anh là thằng bé tí nhà tôi, có phải nó vừa gây chuyện gì với anh không? À, không, không có gì ạ. Thú thật với anh, tôi bệnh tật nằm liệt giường thế này, tiền tiết kiệm đã kiệt. Cháu tí tạm thời phải nghỉ học, đi nhặt nhạnh phế liệu, đánh giày kiếm tiền. Tội nó lắm, tôi chỉ lo cháu ra ngoài có chuyện gì. Dạ, thế mẹ các cháu đâu hả anh? Nhà tôi đã qua đời trong vụ hỏa hoạn hôm trước, khi cố gắng cứu tôi vô dụng nằm liệt giường. Và các cháu. Là vụ hỏa hoạn ở khu chung cư cũ gần đây sao anh? Lúc ấy, cô ấy đã cứu vương mình trong đám cháy, với tay trao cháu cho lính cứu hỏa, rồi không kịp thoát ra nữa. Cô ấy là mẹ đẻ của cháu Na và là mẹ hai của cháu Tí đây. Lúc trước, thằng Tí chỉ thích gây chuyện với hai mẹ con cô ấy, nhưng giờ thì nó biết thương mẹ lắm, biết lo cho em. Mà này anh ơi, có thật là cháu Tí không có gây ra chuyện gì không ạ? Phiền anh phải tới tận đây. Cháu ghét chú. Chú là phóng viên đáng ghét nhất. Tí, con nói cái gì thế? Con không được hỗn. Đúng, chú là phóng viên. Nhưng sao cháu lại ghét chú? Chú viết bài và chụp ảnh chỉ ca ngợi chú lính cứu hỏa. Chính mẹ cháu mới là người dũng cảm hy sinh để cứu cả nhà cháu. Mẹ cháu mới là người hùng. Chú, giờ chú mới hiểu chuyện. Bài viết của chú đã thiếu sót quá lớn rồi. Chú xin lỗi. Chú... Không phải mỗi chú có lỗi, cháu cũng có lỗi. Giá mà cháu biết thương mẹ nhiều hơn, mẹ cháu đã hy sinh tính mạng cứu bà cháu, cứu cháu và em Na. Chú cho mẹ cháu vào bức hình nữa, được không chú? Chú sẽ làm thế.
Còn tí à, cháu phải cường lên nhé. Ba và em hy vọng cả vào cháu đấy. Chú sẽ luôn ở bên hỗ trợ cháu. Cháu sẽ sớm được đi học lại thôi. Dạ. Đây mới là tiêu điểm của bức hình. Không một chỉnh sửa nào có thể sánh với đôi bàn tay này. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!